Xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Nay tiếp tục lên cho bác nhiều giò lan đẹp này. Này, hoa này đẹp chưa? Một nụ này, hai nụ này, ba nụ, bốn nụ này, hai bông hoa nó mới bắt đầu nở này các bác này. Cái này về miền Bắc các bác chơi hoa luôn, cực kỳ thơm. Hoa rất là thơm luôn các bạn, hoa vừa đẹp vừa thơm. Mã số 1 nhá. Của em có giá là 200.000 thôi. 200.000 cho mã số 1. Đấy. 6 cái nụ nhá. 4 cái nụ hai bông đang vừa bắt đầu nở sáng nay. 200.000 cho mã số 1. Mã số 2 này các bác này. Đấy. Đang nụ này các bác này, một nụ này, hai bông hoa này, ba bông hoa này. 4 cái thôi. Cái này có 4 cái nhưng cây nó to đẹp hơn nhé các bác nhá. Đấy. Mã số 2. Wow, quá đẹp luôn các bác này. Nó nở một bông quá đẹp luôn. Cực kỳ thơm. Mã số 2 của em có giá là 260.000 nhá. 260.000 cho mã số 2. Cái này nó là nguyên bản nhá. Nó là nguyên bản này. Đấy các bác nhá. Nguyên bản từ rừng luôn. Cho mã số 2. Mã số 3 này. Một giò rất là đẹp nhá. Một nụ, hai nụ, ba nụ, bốn nụ, cũng bốn nụ. 1 2 3 4. Mã số 3 ta mở sắc tiếp nhá. 350.000. 350.000. Cho mã số 3. Quá đẹp luôn các bạn. Mã số 4 này, ta mở sắc này. Cái này là hoa phân nhánh nhá các bác nhá. Đây này, cái vòi này nó còn đang phân đôi này. Một nhánh này, hai nhánh này đấy. Nó còn đang phân nhánh nhá. Có 3 cái nụ. Cái này thì hàng bóc rừng về em mới ghép nhá các bác nhá. Hàng bóc rừng về em mới ghép vào đây, về các bác chỉ việc treo lên chăm tưới bình thường thôi. Mã số 4 của em có giá là 500.000. 500.000. Ta mở sắc phân nhánh nhá các bác nhá. Cái hàng này nó mà thuần thì giá nó cao hơn nhá. Nhưng mà nó là hàng bóc rừng thì em bán nó rẻ đi một chút cho các bác nhé. 500.000 cho mã số 4. Mã số 5 này các bác này. Mã số 5 này. Cái giò tam ở sắc tiếp này. Quá đẹp luôn. 1, 2, 3, 4, 5 bông hoa. Đấy. Mã số 5 nha các bác nhá. Mã số 5. Đấy, cực kỳ VIP luôn. Hoa rất thơm nha. Của em có giá là 260.000. 260.000 cho mã số 5. Cây rất là đẹp các bác cứ yên tâm. Mã số 6 này. Mã số 6 này. Đấy, có một nụ, hai nụ, ba nụ, bốn nụ, năm nụ. 1 2 3 4 năm nụ. Mã số 6 của em có giá là 260.000 nhé. 260.000 cho mã số 6. Cái chất cây này các bác này đẹp chưa. 260.000. Cái nụ này thì nó nhỏ, về là các bác gửi đi các bác ở xa thì nó rất là yên tâm luôn. Tiếp theo này các bác này. Mã số 7 nhá. Mã số 7 này các bác này, một giò tam một sắc to bự như này. Cái này nó có khoảng tầm 20 bông hoa nhá. 20 bông hoa đây này, nụ của nó này các bác này, nụ nó còn nhỏ nhỏ này. Đấy, nó có khoảng tầm 20 bông nhá. Đây. Một giò to như này. Như này nha các bác nhá. Mã số 7 nhá. Đấy, đẹp như này. Của em có giá là 2.200.000 nhá. 2.200.000. Cái cây này này các bác này. Cây này này nó đang có 4 vòi hoa, nó dài khoảng tầm xem nào. 1 2 3 nó khoảng tầm 80 cm nha các bạn nhá. 80 cm. 2.200.000. Cho mã số 7.
số 8 này các bác này, một giò kiều trắng này, một giò kiều trắng nhá. Số 8 của em có giá là 450.000, kiều hoa trắng tinh nhá, 450.000 cho mã số 8. Mã số 9 này, kiều trắng tiếp này, cũng 450.000 nhá. Cũng 450.000 cho mã số 9. 200. Mã số 10 này các bác này. Một giò kiều trắng to bự như này, đang có nụ nhá, em thấy đang sưng nụ này. Đang sưng mấy cái nụ nhá. Mã số 10 của em có giá là 1.500.000 nhá. 1.500.000 cho mã số 10 kiều trắng nhá. Mã số 11 này. Mã số 11 đây là một giò kiều dẹt nhá, hoa nó vàng rực nhá. Mã số 11 của em có giá là 200.000 thôi, 200.000. 200.000 cho mã số 11. Mã số 12 này các bác này. Một giò cẩm báo này. 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ, 4 nụ, 5 nụ, 6 nụ. 6 cái nụ nha các bác nhá. Mã số 12 của em có giá là 300.000. 300.000 cho mã số 12 cẩm báo. Mã số 13 này các bác này, một tác phẩm hoa các bác nhìn. Đúng là đẳng cấp luôn này các bác này. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 2 này 4 5 6 7 8 này 9 10 11 12 13 14 cái nụ. 14 cái nụ nhá. Mã số 14 của em có giá là 500.000 thôi. Hoa cực kỳ đẹp, thơm tím đẹp này các bác này. Thơm nữa. Hoa này nó rất là bền nha các bác nhá. Rất là bền cho nên các bác yên tâm. 500.000 cho mã số 14. Mã số 15 này các bác này, một cái kiếm rừng tiếp nhá. Đây này các bác này. Kiếm bả lá rất to. Đấy. Cái này thì nói thật với các bác là dân người ta lấy ở rừng về. Đây này, còn nguyên khóm này em muốn tách ra này các bác này. Nguyên một rễ to bự em tách ra, còn mặt hoa nó như thế nào thì em không biết đâu. Đấy, em phải nói rõ luôn nhá. Nói rõ luôn trên video để các bác mua các bác ấy. Bả lá của nó phải tầm 5 cm trên 5 cm. Đấy. Mã số 15 nha các bác nhá. Mã số 15 kiếm nhá, cái này có 1 tép, 2 tép. 2 tép, 3 tép, 4 tép, 5 tép. Mã số 15 của em có giá là 220.000 thôi. 220.000 cho mã số 15. Mã số 16 này các bác này. Một giò kiều vuông độc bắc nhé. Thân dày đặc đẹp như này nhé. Mã số 16 của em có giá là 350.000. 350.000 kiều vuông độc bắc. Đấy, nó như này. Cho mã số 16. Mã số 17 này. Một giò son môi nhé. Thân nó dày đặc như này cơ mà các bác. Đấy. Mã số 17 của em có giá là 300.000. 300.000 cho mã số 17 son môi. Mã số 18 này. Mã số 18 đây là một chậu quế trắng tháng 8 nhé. 380.000 thôi. 380.000 cho mã số 18. Mã số 19 này các bác này, quế tiếp này. Quế này. Mã số 19 của em có giá là 380.000 tiếp theo nhé. 380.000 tiếp theo cho mã số 19. Mã số 20 này. Mã số 20 này. VIP như này nhá. Đây là châu rừng nhá các bác nhá. Châu rừng nhá. Mã số 20 của em có giá là 450.000. 450.000 châu rừng, cái dòng này châu rừng đầm lầy nhá. 450.000 cho mã số 20.
Mã số 21 này các bác này, một giò cáo cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, trồng trên một cái gỗ như này. Cái này hình như của nó là nguyên bản đấy các bạn, dân người ta cắt về xong là người ta cứ thế người ta chăm. Mã số 21 của em có giá là 1.200.000. Một vòi hoa, hai vòi hoa, ba vòi hoa, bốn vòi hoa, năm vòi hoa, sáu vòi hoa, bảy cây sáu vòi hoa nhé. 1.200.000 cho mã số 21. Đấy, cáo như các bạn nhé, toàn cây xếp đẹp thôi. Này, này. Mã số 22 này các bác này, một giò trầm rừng nhé. Trầm rừng này. Đang có một nụ, hai nụ này. Ba thân đang có nụ này, một thân nhỏ nhỏ tí tí thế này là bốn này. Mã số 22 của em có giá là 200.000 nhé. 200.000. Cho mã số 22, cái này là trầm rừng. Mã số 23 này, đứng đây mà ta màu sắc nó nở hoa thơm thật các bạn. Mã số 23 nhé, đây là giò sơn thủy tiên nhé. 450.000. 450.000 cho mã số 23. Mã số 24 này các bạn này, một tác phẩm quế này. Một tác phẩm quế tháng 8 này. Đấy, to bự như này nhá, có cây mẹ này này, cây này này các bạn này, nó mất ngọn nó đẻ ra hai con ngay trên đầu ngọn này, đẹp long lanh. Cây này là một mẹ bốn con nhá. Còn đây cây này nữa. Đấy, còn hai cây này rất là vip luôn. Mã số 24 nhá, quế trang tháng 8 nhá. Mã số 24 của em có giá là 2.500.000 nhá. 2.500.000 cho mã số 24. Rồi. Mã số 25 này các bác này, ba cây cáo xếp thẳng tưng luôn này. Một nụ, hai nụ. Một nụ, hai nụ, ba nụ. Một, hai, ba, bốn cái nụ nhá. Mã số 25 của em có giá là 1.200.000 nhé. 1.200.000 cho mã số 25. Rất là vip luôn. Mã số 26 này các bạn này, một giò tam màu sắc, cái này thì có một cái nụ thôi. 120.000 nhé. Các bác mà lấy thì cố gắng ghép đơn cho em cái. 120.000. Thôi lấy các bác 100.000 này, bác nào ghép đơn 100.000 nhá. Cho mã số 26. 100.000. Cái chậu này cũng đã mấy chục nghìn rồi đấy các bạn. Mã số 27 này. Tam bảo sắc phân nhánh này. Đấy, vòi hoa của nó dài 60 cm luôn. Đấy, phân nhánh này nha các bác nhá. Mã số 27 của em có giá là 1.200.000 thôi. 1.200.000 cho mã số 27. Vòi hoa của nó dài đến 60 cm, các bác đã bao giờ các bác gặp những cái đấy chưa? Mã số 28 này, một giò cáo này, cáo phân nhánh này, đây này các bác này, vòi hoa của nó cũng được khoảng tầm 60 cm luôn. Đấy, vòi hoa các bác phân nhánh này. Mã số 28 nhá, cái này mã số 28 nhá, cáo phân nhánh, hai vòi hoa phân nhánh, nụ tím đen. Mã số 28 của em có giá là 750.000. 750.000 cho mã số 28. Mã số 29 này, một giò phi điệp hàng thân thủ của Lai Châu này. Cái này là thân hoa đấy nha các bác nhá. Cái này thân hoa này, một thân hoa này. Nó đang xuống lá rồi, đợi ra hoa, hai thân này. 3 4 5 này. 6 7 thân hoa. 7 thân hoa nhá các bác nhá. Mã số 29 của em có giá là 600.000 nhá. 600.000 thân hoa của nó có thân nó dài toàn 6-70 cm thôi các bác nhá. Cho mã số 29.
Mã số 30 này các bác này. Hai cây cáo phân nhánh này. Đây một vòi hoa phân nhánh nhá. Vòi này cũng là được 5-60 sen rồi. Vòi này cũng phân nhánh này các bác này, cây này cũng phân này. Được 3 vòi hoa nhá. Mã cây này thì một mẹ một con này, con nó đang lên. 1 triệu 500 nghìn nhá. 1 triệu 500 nghìn. Cho mã số 30. Hai cây thôi, hai cây, một cây mẹ con. 1 triệu 500 nghìn cho mã số 30. Mã số 31 này các bác này, một giò kiều mỡ gà này. Nhưng cái này hoa nó đã tàn rồi các bạn. Hoa nó tàn bây giờ màu nó chuyển ra thành nhạt nhạt rồi. Đấy. Mã số 31 của em có giá là 300 nghìn nhé các bác nhé. 300 nghìn cho mã số 31. Hoa nó tàn. Mã số 32 này, sơn thủy tiên họng đen nhé. Cái này thì nó cũng hết hoa rồi. Hoa nó nở ở nhà em nó cũng hết hoa rồi. Mã số 32 này. Đây cứ để đây. Của em có giá là 500 nghìn nhé. Mầm gốc này. Các bác này nhìn cái mầm gốc nó lên như kiến cỏ luôn. 500 nghìn cho mã số 32. Mã số 33 này. Đây này, cái này thì nó vẫn còn sót lại bông hoa này. Mã số 33 của em có giá là 480 nghìn. 480 nghìn cho mã số 33.